Và xin chào tất cả các bạn từ thành phố Bagan. Thành phố này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Myanmar. Và hôm nay chúng ta sẽ đến đây để khám phá xem là tình hình đấy có gì thay đổi sau Covid và sau cái cuộc đảo chính ở Myanmar. Bagan là thành phố thủ đô của Vương quốc Bagan từ năm 1044 đến 1297. Ngày nay Bagan là một trong những quần thể có ý nghĩa nhất về mặt tôn giáo và mặt kiến trúc trên thế giới. Nơi đây có hơn 2.500 ngôi chùa, ngôi đền về Phật giáo. Hầu hết tất cả các di tích ở Bagan ngày nay được xây dựng trong khoảng thời gian là hơn 250 năm, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Thời điểm thịnh vượng nhất của Vương quốc Bagan, quần thể này có diện tích khoảng 36 m² và là một trong những cái nơi linh thiêng nhất ở Myanmar về mặt tôn giáo. Cách tuyệt vời nhất để khám phá thành phố Bagan là thuê một chiếc xe điện. Cái xe máy chạy bằng pin, giá chỉ có 10.000 chét một ngày, rất là rẻ và các bạn có thể đi thoải mái và linh động. Và chào mừng tất cả các bạn đến với Bagan. Rất tiếc là Bagan hiện nay, nhất là trong thời điểm hiện tại, không còn như Bagan ngày xưa nữa. Đầu tiên là đại dịch Covid, sau đó là cuộc đảo chính ở Myanmar đã đẩy ngành du lịch ở đất nước này vào một tình trạng tê liệt. Do vậy, ở đây hầu như không có một khách du lịch nào. Vậy hiện nay mình có thể là người khách du lịch duy nhất ở khu vực quần thể này. Các bạn có nhìn thấy gì ở đằng sau lưng mình không? Mặc dù hôm nay trời nắng chang chang, không mưa chút nào cả, nhưng mà cầu vồng đã xuất hiện trên quần thể Bagan này. Có thể đây là một dấu hiệu may mắn. Rất mừng khi được nhìn thấy cầu vồng. Lucky baby. Ở bên cạnh những cái ngôi đèn này, người ta bán rất nhiều các con rối như trông rất là màu sặc sỡ như này.
trông nhìn những con rối đung đưa trên gió, bộ mặt trông cũng khá là, nhiều khi cũng khá là khớm ghiếc. Nhưng vẻ đây là cái đặc sản ở đây, họ bán rất nhiều khắp nơi. Đủ các loại màu và mỗi con rối thì tượng trưng cho một hình tượng khác nhau. Đung đưa trong gió này nhìn trông cũng hơi rùng rợn chút, đặc biệt là về buổi tối, thậm chí khi có gió còn phát ra tiếng chuông nữa. Và ngay bên trong khu di tích này vẫn còn một số gia đình sống ở đây. Họ trồng trọt làm nông nghiệp. Ví dụ gia đình này trồng rất nhiều cây xoài. Xung quanh vẫn là những ngôi đền rất là ấn tượng. Đây có cây hoa đại rất là thơm. Trong là Đức Phật. Cuộc sống cũng rất là thanh cảnh. Đây là máng ăn cho bò. Xung quanh là ruộng vườn giữa một khu di tích nổi tiếng của thế giới. Cái điều đầu tiên đập vào mắt ở đây là phong cảnh rất là thanh bình, rất nhiều cây cối, cây xanh ở đây. Và hai bên đường là những người nông dân làm công việc đồng áng. Và lẩn khuất trong những cánh đồng, những ngôi nhà này là những ngôi đền rất nổi tiếng ở Bagan. Thì chúng ta sẽ vào trong một cái căn nhà của người dân ở sống xung quanh đây để xem là họ sống như thế nào. Đây là căn nhà rất đơn sơ của anh bạn này, sống cùng vợ và cô này là mẹ. Làm nghề bán trầu và nuôi gia súc, gia cầm. Ngôi nhà cũng rất là đơn giản. À, họ không bếp riêng mà họ nấu ngay trên sàn nhà này. Có gì đó liên tưởng đến châu Phi. Bên trong này là phòng ngủ đấy. Phòng ngủ thì là có ngăn ra làm hai cái giường, một cái giường để cho hai vợ chồng, còn cái giường nhỏ này là ba mẹ ngủ. Đồ đạc không có gì nhiều, chỉ là những cái đồ dùng để cho nấu nướng và các cái sinh hoạt hàng ngày đơn giản thôi. Nước non họ tích trữ về đây để dùng dần. Ở Myanmar thì hầu như nhà nào cũng có một cái chòi này rất là hay, có thể ra ngồi ngoài để hóng mát, có thể ngủ đây luôn được. Gia đình này có vẻ là một gia đình khá giả. Họ chăn nuôi và sở hữu rất nhiều dê, trong này phải đến gần 30 con dê. Việt Nam, yes. Putipu. Putipu? Changsha.
A handsome? Yes. Oh, thank you. Như các bạn đã biết thì khu quần thể Bagan rất là rộng, do vậy mà các bạn đi một thời gian sẽ có thể mệt mỏi và các bạn có thể vào một cái khu làng nào đó ở trong cái khu quần thể này để nghỉ ngơi. Và người dân rất là hiếu khách và họ rất là thân thiện, do vậy mà không có gì là trở ngại hết. Và khi bạn các bạn vào đây thì là họ sẽ mời trà. Và thật là thiếu sót khi không nhắc đến cái tính thân thiện và cái tính hiếu khách của người Myanmar. Đó là một trong cái điểm mà rất là mình cảm thấy rất là tôi thích ở đây. Và có thể nói người Myanmar là một trong những người mà hiếu khách nhất mình đã từng gặp trong cái chặng đường cột của mình từ trước đến giờ. Các bạn có biết là khi đến Bagan thì một trong những cái thú vui là ngắm hoàng hôn ở trên một trong cái ngôi chùa. Các ngôi chùa chính mà ngày xưa du khách có thể trèo lên để ngắm hoàng hôn thì bây giờ đã đóng cửa hết do một trận động đất xảy ra mấy năm trước. Do vậy mình đã nhờ một số người bản xứ chỉ cho mình một cái nơi gọi là bí mật để trèo lên và ngắm hoàng hôn. Và đây là một trong những nơi như vậy, đây là rất đẹp, bây giờ mời các bạn cùng lên ngắm hoàng hôn. Đất Bagan ở Myanmar không chỉ là một mỏ vàng về mặt văn hóa của nhân loại mà còn theo đúng nghĩa của nó, theo nghĩa đen. Bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu tại sao nhé. Các bạn có biết là chú này chú đang làm gì không? Chú này chú ấy lấy một đống đất này, xong rồi chú cho một cái tấm bằng sắt, sau đó nung lên, nung bằng vỏ cây hoặc là lá cây. Đây là cây, đây không phải cây dừa mà là một cái cây cọ thì phải. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu thêm nhé. What are you doing? Yeah. What are you doing here? My name is Sowen. Sowen. Yeah, my name is Sowen. Yes, this is Goli. This is Goli. Gold. This is gold. This is gold. Yeah, gold. This is gold. Ah, this is so gold. Yeah. It is gold. Mm-hmm. Yeah. Như vậy chú này chú đang đãi vàng, hoặc chính xác hơn là chú đang lọc vàng bằng cách là đốt cháy cái đất mà lấy được ở đây về. À, khi mình hỏi chú lấy đất ở đâu thì cái đất này là chú lấy ở cái vùng ngay vùng này, vùng Old Bagan này. Như vậy đất đây rất là trù phú và có thể tìm được vàng ở đây theo đúng nghĩa đen của nó luôn. Như các bạn vừa thấy, mình đã từng nghe thấy chuyện đãi vàng, nhưng mà chuyện đi lọc vàng bằng cách này thì chưa được chứng kiến bao giờ cả. Small size stone. You come kindly near the here, my home. This is gold stone, small size.
đây đây đúng rồi, đây đây trên trên đây có một cái vàng ở đấy, không biết các bạn có nhìn thấy không. Majuri, this is Kami. Please, Majuri, this is all for water. Majuri water, all for cleaning. Cleaning. Nghĩa là sau khi mà nung cái đất này xong, làm nóng cái đất này xong thì chú sẽ mang về chú ấy làm sạch bằng nước, lọc bằng nước. Thì cái vàng nó sẽ đọng lại. Như vậy bạn nào muốn làm giàu, muốn có cơ hội tìm được vàng thì xin mời hãy đến thành phố Bagan của Myanmar. Ở đây tìm vàng có vẻ khá dễ dàng. Can you please water washing? Sau đó tôi sẽ cho nước vào. Yeah, all for water washing, cleaning. Cleaning. Yeah. Can we please do this is maturi. This is only one dough, small size. Go. New color. This is color. This is can we please. Mì gạo này mua được hả bác? This is gala, chain to chain. Gala, go away. This is yellow. Rất là thú vị. Cái màu của vàng sau khi đãi ra thì nó sẽ là màu trắng như này, tương là bạc nhưng phải bạc. Sau đó thì một thời gian thì là nó sẽ chuyển thành màu vàng. Rất là thú vị. Sở rất là mềm, nhũn. Mềm, bạn các bạn có thể sửa được hình dạng của nó. Còn nắn bóp. Rất là hay. $20,000 for that one. Một cái chấm nhỏ nhỏ như này giá là 20,000 chat. One day. Bagan là thành phố sống chủ yếu ở ngành du lịch, do vậy khách sạn đây rất là nhiều. Tuy nhiên tất cả khách sạn đây đều đóng cửa hết và họ chỉ mở cửa khi có người đến. Khi mà bạn đến đây thì người ta sẽ mở cửa, người ta đón khách vào, không cần phải đặt trước. Khách sạn đây rất đẹp, phòng rộng rãi và giá chỉ có 45.000 chiat. Và trong toàn bộ khách sạn to này mình là người khách duy nhất ở đây. Tối ở đây không có điện, do vậy bạn sẽ được phát một chiếc đèn giống dạng đèn pin như thế này. Và một cái power bank để sạc điện thoại. Còn phong cảnh bên ngoài cũng rất là đẹp. Ngay ở ban công khách sạn này các bạn có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài cái quần thể các đền thờ ở Bagan này. Toàn bộ thành phố yên ắng, yên tĩnh. Các bạn có thể thấy khách sạn này không có một khách nào cả. Bên ngoài rất là yên lặng, tĩnh mịch. Khách sạn thì nhiều vô kể. Các quầy bán tour. Tuy nhiên không có một vị khách du lịch nào hết. Và mình có cảm giác là mình là vị khách du lịch duy nhất ở đây. Kể cả những cái nơi mà resort như này không có ai qua lại, không có một bóng dáng khách du lịch nào. Không thể tưởng tượng nổi nơi đây đã từng là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Myanmar và luôn luôn nhộn nhịp khách du lịch. Bây giờ thì đồng không mông quạnh, vắng bóng, heo hút, không có một ai hết. Và việc tìm quán ăn ở đây không hề đơn giản chút nào hết. Mặc dù có một vài cửa hàng người ta mở cửa cho khách du lịch, tuy nhiên họ hoạt động rất cầm chừng, khách cũng không quá đông. Đây quán này cũng đóng cửa,
cửa đóng then cài. Có vẻ như đã từng là một nhà hàng. Không biết nỗi nào. Và sau một hồi lòng vòng đi quanh thành phố thì cùng tìm được một nhà hàng còn mở cửa và phục vụ ăn uống. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem thế nào. Nhà này đương nhiên cũng rất là vắng vẻ, không có vị khách nào. Nhà hàng rất là đẹp, được bài trí, phong cảnh rất là đẹp, có bàn ghế bằng gỗ, đồ đạc cũng rất là tinh tươm, gọn gàng. Với lý do này, hiện nay rất ít du khách đến đây, do vậy mà nhà hàng này người ta chỉ phục vụ một cái loại thực đơn duy nhất, đó là thực đơn về buffet. Khi bạn gọi thì người ta sẽ mang cho bạn tất cả các món đến bàn, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình nhận được bao nhiêu món khi đặt cái thực đơn này. Các bạn hãy đếm nhé. Đây có lẽ là cái bữa ăn nhiều món nhất mà mình đã từng được ăn. Chưa bao giờ mà có nhiều món như thế này. Tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 22 món, cộng bia nữa là 23 món tất cả. Rất là hay, không biết là sẽ ăn hết các món này như thế nào. Rất là nhiều. Ở đây là bữa ăn với toàn bộ những cái món ăn đặc trưng của Myanmar. Mình giới thiệu cho các bạn một vài món. Ví dụ món này nhìn có vẻ như tiết luộc nhưng không phải. Đây là một món làm từ đậu hoặc đỗ. Và món này cũng là một cái món làm từ đỗ đen và trộn với lại hành tươi. Cực kỳ nhiều món. Đây chắc chắn là một kỷ lục mới của mình. Một bữa ăn với nhiều món ăn nhất mà mình đã từng có. Và các bạn có biết tất cả những thứ này giá bao nhiêu không? Giá vỏn vọn chỉ có 7 chiat, có nghĩa là chỉ tầm hơn 2 đô một chút. Rẻ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên bia thì không tính vào. Bây giờ mình sẽ ăn thử một vài món xem ở đây nó ra sao. Món này chẳng hạn trông rất giống là tiết, nhưng mà không phải là tiết mà là đỗ đen. Ăn rất đậm đà, rất là ngon. Và có điều đặc biệt là cũng rất là giống tiết, nhưng mình không thể cảm nhận thấy một chút đỗ đen nào hết. Họ làm kiểu gì đó rất là tài tình. Còn món này là món đỗ đen, bột đỗ đen, hoặc là đỗ đen dã nhuyễn ra xong là trộn với lại hành tươi. Cũng rất là ngon. Một món đen nữa. Đây là một món cũng làm từ đỗ đen trộn với curry và thịt lợn. Là một món rất phổ biến ở nhà hàng này như cô bồi bàn này cô nói. Cũng rất là ngon, vừa miệng. Phải nói là ẩm thực Myanmar rất phù hợp với khẩu vị của người Việt mình. Món nào cũng dễ ăn cả. Có một điều rất là may mắn như vậy. Và cộng thêm đó thì người Myanmar rất là niềm nở, rất là thân thiện. Nên là càng cảm thấy là cái trải nghiệm Myanmar nó đáng quý hơn và nó có ý nghĩa hơn. Đi đâu cũng cảm thấy được chào đón. Tuyệt vời luôn. Còn đây là món salad lá me trộn với hành, cà chua. Cũng rất ngon. Lá me non, do vậy mà không chua lắm. Rất ngon. Có một điều mình mới học được Myanmar là khi bạn vào bất kỳ một nhà hàng nào, bạn cũng sẽ nhận được một đĩa rau. Cái rau bạn nhận được như thế nào sẽ phụ thuộc vào cái nhà hàng đó. Và cái đĩa rau này là bạn sẽ dùng để ăn kèm và không phải trả thêm phí. Còn tất cả những món khác thì cũng khá giống với lại cái món của Việt Nam mình.
thật lòng mà nói bây giờ mình không biết là liệu mình có thể ăn hết nổi những món này không. Trông rất là nhiều, quá nhiều luôn. Thôi bây giờ sẽ thử xem thế nào. Và lát nữa mình sẽ cho các bạn xem là mình ăn được đến bao nhiêu. Một kỷ lục mới được lập ở Myanmar. Và một dù là rất cố gắng nhưng mà mình không thể ăn hết được tất cả thức ăn mà được bày trên bàn này. Chỉ ăn đến khoảng tầm chưa đến một nửa. Quá nhiều. Và chưa hết đâu. Và như các bạn thấy thì chưa hết đâu. Sau khi ăn xong ấy thì là các bạn có được phục vụ thêm một vài món, nhưng không phải một món nữa, một vài món tráng miệng nữa. Và những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cái việc là khách du lịch hiện nay không có mặt ở đây là đương nhiên là những người làm trong ngành du lịch. Ví dụ những cô gái này làm cho khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch ở đây. Tuy nhiên hiện nay không có khách du lịch nước ngoài đến nên họ phải chuyển sang nghề khác. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cô gái trong đó. Hello, what's your name? My name is Ninin. What's your name? Ninin. Ninin. Yes. Cô bé tên là Ninin. And how long have you been working in this branch? We're working about 12 years, more 12, 13 years. Mm-hmm. Cô gái này, and how old are you? I am now 22. And you've been working in this branch for 12 years? Yes. So you start working at the age of? Yeah, we work age 12 years, more than we, 10 years more working for tourist people. That's why your English is so good. Thank you. But we learning for tourist people and school. So we are broke language. We don't know how to write. It's difficult for me. So, we learn some people. We understand about that. Some is we don't know understand. Okay. How is the situation with tourism at the moment in Myanmar? Myanmar is now is not so come tourist people in Bagan or Myanmar. So just a little like. Two or three people before May is nothing. Before year is nobody come to here. Before like 2016, 19 is nothing. 60 is more than 1,000 or 3,000, 4,000. A lot of tourist people walking like travel a lot. Of, now is nobody. And how many tourists have you seen in the last few months? 10 or 5. 10 of them. Well, now it's not possible for you to work in tourism. Of course. What do you do instead? We still like locate people, but difficult. In Myanmar, it's working really difficult for Myanmar or Pakistan also. Now it's we working no tourists or we working for locate people. Some we what we doing for you know farmer. Mm-hmm. Some no we are farmers. Some people follow. One day of 3,000, we will work for there. Ah, you work on the fields. Yes. I saw that you said something. Yeah. Can you show me? Can you show me that? Like we sell local people, like tamarind. You know tamarind. Tamarind. Yes. Tamarind. Tamarind candies, right? Yes. Tamarind candies. And you're selling to the local people. Yes, we sell local people. Before we work tourist people, we sell clothes, like village job, like cowwear. We sell some painting. So now is it local people? They don't buy for that kind of. They now they are travel. They are eating. And how much do you earn per day at the moment? Depends on the day. Some day we are no good day, no good nothing selling. Some day we are work like 10,000. Some day like 15,000. 15,000. Yeah. Jet. It's about $6 or $7, right? Of course, yeah. $6 or $7. Some day it's like $3, like $4, something like that. But now is it difficult to work for our backend? Tourists come to here. We working some one day. We work like $50. $50. Yeah, $15. Some they have $100. $100. Yeah, depends. Vậy là tình hình của những người làm trong ngành du lịch ở Myanmar này rất là đáng buồn. Do vậy hôm nay mình sẽ thuê cô gái này để đưa mình đi thăm thú đi một chút để gọi là cô có một ít nhất có một vị khách trong ngày hôm nay. Còn trong ngày mai thì không biết là thế nào. Để có được những hình ảnh đẹp nhất về Bagan thì chắc chắn là các bạn phải thuê một người hướng dẫn du lịch ở địa phương này, tại vì họ biết rất rõ nơi nào
là đẹp nhất để có thể dẫn bạn đến. Và bạn Ninh thì vừa tìm cho mình được một nơi rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ trèo lên để xem toàn cảnh ở đây. Tuy nhiên khi các bạn đến các nơi này thì các bạn cũng phải hết sức cẩn thận. Tại vì là đây là những ngôi đền rất là linh thiêng, thứ nhất, thứ hai là cũng rất là cổ kính. Do vậy mà ở đây rất có rất nhiều động vật hoang dã sống, ví dụ như rắn rết nọ kia, rất nguy hiểm. Một trong những lý do mà các cơ quan chức năng ở đây người ta quyết định đóng cửa những cái đền nổi tiếng không cho du khách trèo lên nữa là cách đây mấy năm có một vị du khách người Hàn Quốc đã bị một con chăn, con rắn nó cắn, rắn độc cắn và đã tử vong. Do vậy mà họ cấm hết tất cả, chỉ có những cái đền mà chắc chắn 100% như này họ mới cho trèo lên thôi. Phong cảnh đây thật là tuyệt vời, rất là đẹp, chiêm ngưỡng toàn cảnh ở Bagan. Đây là cái quần cổ truyền của đàn ông Myanmar, hay mình gọi là cái váy. Bây giờ mình sẽ thử mặc cái váy này xem nó như thế nào. Váy này là một cái vải buộc tất cả các đầu lại như này, trông trông như cái thùng ấy. Bây giờ thử mặc vào xem ra sao. VNN. How de? Và voilà, giờ đã có cái váy của đàn ông Myanmar. Người dân đây họ mặc như này. Nói chung là cũng khá tiện lợi. Tuy nhiên một vài động tác thì chắc cũng phải không tiện lợi lắm. One second. Ít nhất thì là trồng cây chuối cũng không phải tiện lợi lắm. Thử làm lần nữa xem thế nào. Muốn trồng cây chuối phải vén váy lên. Và các bạn có biết là mình có ý tưởng gì không? Bây giờ mình sẽ mua toàn bộ tất cả hàng hóa này của những cô gái bán đồ, bán hàng rong ở đây. Họ chỉ bán những cái kẹo rất là đơn giản, ví dụ như kẹo me rồi là những kẹo hoa quả khác. Giá là 2.500 chiat một túi như này. Và người bản xứ, người Myanmar bản xứ rất thích ăn những kẹo như vậy này. Do vậy mà họ chờ đây để bán cho du khách. Và bây giờ mình sẽ mua tất cả hàng hóa của các cô gái ở đây, sau đó đến một cái bản làng gần đây nhất để chia cho tất cả mọi người. Gọi là một cái cách để giúp những cô gái ở đây, những cô gái mà đã từng làm trong ngành du lịch và bây giờ phải đi bán những cái gói, từng gói kẹo nhỏ như này, giá không đáng bao nhiêu cả, và có thể đó là một cái gì đó mang lại cho họ cái niềm vui trong ngày hôm nay thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm từ đó nhé. The same, right? 11 pieces. How many do you have? Ten. And you? And you? How many? It's okay, that's okay. Just please that, please. And so somebody had to help me to go to the village and give it to the people. Yeah. All right. All right.
11? Mm-hmm. Later, is that okay? Yes, 11, 11. Also 11? Ah, alright. Also 11. So 11, right? 2,500. Okay, right. Okay, and how many do you have? No, I don't have any. So. How many? 11. Also, 11? Yes. Thank you. Nothing, you live. You have 10? Okay, 10. It could be 25,000, right? 25. Okay. Mm-hmm. You have 8. Yes. 8. How much? How much? 20,000. 20. All right. 20. And how many? Okay. How many? Nine. Xung quanh đây là một trường tiểu học. Bây giờ mình sẽ mở cái gói kẹo này ra để phát cho trẻ con ở đây. Trẻ con rất loạn nhạc. Bây giờ sẽ đưa cô giáo để cô giáo phát cho bọn trẻ này. Teacher, and give to the children, right? Please give this to the children, all the children, right? Okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Finish. Oh, okay. Thank you so much for helping me. Yeah. Thank you shopping for me. Như vậy là cùng với sự giúp đỡ của những cô gái ở đây mà mình đã đi một vòng quanh cái ngôi làng này và đã phát tất cả những quà cho họ. Hy vọng hôm nay mang lại cho họ một chút niềm vui nhỏ nhỏ nào đó. Những cô gái rất là vui tươi ở Myanmar giúp đỡ mình ngày hôm nay. Ở Myanmar còn rất nhiều địa điểm để khám phá, rất nhiều điều để tìm hiểu. Tuy nhiên khi đến Bagan thì đây là cái điểm biên giới cuối cùng, là cái kịch kim mà mình có thể tới được. Mình muốn tới nhiều nơi khác nữa, tuy nhiên người ta không cho tới, tại vì thứ nhất là tình hình an ninh không ổn định và người nước ngoài cũng không được phép tới đó trong cái bối cảnh hiện nay. Do vậy mình chỉ được đến Bagan này thôi. Như vậy là mình vừa đưa các bạn đi thăm thành phố Bagan, là một trong những địa điểm du lịch rất nổi tiếng, rất ấn tượng ở Myanmar. Và hy vọng là tình hình an ninh ở Myanmar sẽ sắp tới sẽ ổn định trở lại và có thể đi khám phá nhiều địa điểm khác nữa ở đất nước này. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những quốc gia tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn từ Bagan của Myanmar.